con nhá. Thì xin giới thiệu với anh em bà con thì đây là cái bản game Chiến Thế 209 chuyển thể từ PC sang mobile. Chế vũ khí đây anh em, chế khóa, gia công chế khóa, đây khoáng này, khoáng thạch, đó, cấp độ, chế khoáng xong rồi anh em sang còn vũ khí, chế kiếm, đấy, chế thì với bản test này thì hiện tại đang rất nhiều lỗi. Nó sẽ trở về cái xe.